chơi không thể nào bàn cãi được về chất lượng âm thanh của thương hiệu Victor mang lại. Trên dàn này mình có thể chỉnh lên alpha sound giống như chỉnh equalizer vậy để phù hợp với nhu cầu nha. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Victor G55. Dàn này lỗi CD nên mình nghe nhạc qua chức năng duy nhất là ngồi ao ít có nói điện thoại, TV máy tính. Hai đầu AV ra 3.5. Giá bán dàn này chỉ vài trăm nghìn, rất rẻ luôn. Mình đi mua loa uy tín ở ngoài thị trường á, sẽ không hay và chuẩn và ấm như những dàn như này. Mình làm thay loa uy tín, làm thay loa TV, làm thay loa cho những bộ dàn mà cần kết nối như là quán cà phê, quán ăn. Mình để mình bắt nhạc cho khách nghe, vừa bền, vừa hay, vừa chất lượng. Hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, các anh vui lòng được cắm nhầm 220. Nếu nhà mình có ổn áp thì mình lấy điện 100-110V ra sử dụng, còn không thì có thể mua đổi nguồn. Bên em có bán đổi nguồn nha. Chiều cao của loa là 24cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm, sử dụng tốt cho phòng 20-25m². Bên em xếp hàng toàn quốc, canh có thể chọn hai cách thanh toán, một là chuyển đủ, còn hai là cọc giúp em 300.000. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ, và khi canh nhận hàng thì thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bên em bán hàng không bao ship nha. Còn khi mà chuyển đủ thì em sẽ tặng dây kết nối điện thoại cho canh để về mình sử dụng cho bộ dàn. Rất hay, bát quá chắc. Lúc nào cũng vậy, Victor là thương hiệu quốc dân của Nhật. Bên Nhật họ sử dụng thương hiệu Victor rất nhiều vì chất lượng âm thanh hay, giá thành hợp túi tiền, mà bát chép rất là đầy chuẩn để mình nghe nhạc vàng lẫn nhạc đen đều ok. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho canh tham khảo nha. Mua hàng thì cứ liên hệ 0931008099, em sẽ chốt hàng cho các anh, hoặc là cứ nhắn tin Zalo, em sẽ gửi hình ảnh và tư vấn chốt hàng qua Zalo luôn cũng được. Công suất của lo là 52W trên cặp lo, công suất âm ly là 55W, FM là 108 Bắc Phun Đài Việt Nam, ngõ ao ít có nói điện thoại, TV máy tính. Là tổng thể ngõ mặt sau của tất cả bộ dàn.